hơn trên trên trên, trên đó. Yeah. Nói chung căn này đẹp nè. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua trên thị trường để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Tôi chia sẻ cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị hiệu quả trên thị trường mà bản thân tôi áp dụng vào trong thực tiễn để minh chứng với mọi nhà đầu tư, để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Đây là lịch sử giao dịch của bản thân tôi chia sẻ đến nhà đầu tư. Và trong video chia sẻ này thì tôi khuyên thật nhà đầu tư, không có chuyện học Forex online sẽ giúp được cho nhà đầu tư giao dịch được. Nhà đầu tư nên nhớ rằng giao dịch được thì các bạn cần phải vào trong thực tế, cần phải nhìn nhận, đánh giá một người thầy ở trong thực tế họ giao dịch, họ vận dụng như thế nào. Không có chuyện học qua online là các bạn có thể giao dịch được. Các bạn thử xem trên thị trường giao dịch Forex này, bao nhiêu kẻ đã chứng minh bằng tài khoản giao dịch Forex cho nhà đầu tư xem và nhìn kiểm chứng. Tài khoản này live đúng không? Rồi, em đã rút ra là 161.000 đúng không? Nạp vào là 168.000, đã rút ra 161.000. Ồ, 300. Tiền rút ra là 300.000 rồi đấy nha. Tiền rút ra là 300.000 rồi nha. Tiền rút ra là 300.000 rồi đấy. Ok. Đó, tiền rút ra của tài khoản này là 300.000 đô ở trên thị trường. Và nhà đầu tư có thể thấy rõ là gì nhỉ? Đến nay thì tài khoản này vẫn là còn bao nhiêu? Tài khoản này là còn khoảng tầm 646.000. Vậy thì rút ra là hơn 300.000 đô ở trên thị trường. Vậy thì tài khoản này sấp xỉ cả triệu đô chưa? Đó, mà lợi nhuận cao chưa? Đó. Thì khi mà anh em nên nhớ rằng không có chuyện học online sẽ giúp cho chúng ta giao dịch được thành công. Anh em phải hiểu rằng giao dịch được thành công hay không thì bản thân anh em cần phải vào trong thực tế để nhìn nhận, để đánh giá được những giá trị thực tiễn. Tại sao em không dạy online? Bởi vì em làm sao mà quan sát được anh em như thế nào? Và anh em học trong thực tế thì phải quan sát được em giao dịch và những diễn biến em chứng minh vào trong thực tế như thế nào. Đó mới là giá trị cả nhà đầu tư cần phải nhìn nhận vào vấn đề này trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rõ đây là cả một quá trình dài mà bản thân tôi phải minh chứng, dẫn chứng vào trong thị trường, thực tiễn ở trên thị trường. Và đây chính là tài khoản tôi giao dịch 168.000 đô, đã rút ra hơn 311.000 và tài khoản đến nay vẫn còn khoảng sấp xỉ là bao nhiêu đấy ạ? Sấp xỉ khoảng 647.000 đô ở trên thị trường, được minh chứng, dẫn chứng cụ thể để chia sẻ với cộng đồng và mọi nhà đầu tư, để mọi nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá. Những phương pháp em dạy cho anh em minh chứng vào trong thực tế, anh em cần phải hiểu rõ. Và nhà không có chuyện là nhà mình lên mình xem nó bắn lệnh, đọc tín hiệu, hoặc là phân tích lên rồi đưa trading view ra để cho anh em xem nhé. Một lát nữa em sẽ tắt hết tiếng ở đây đi và em sẽ hướng dẫn ngày hôm nay sẽ giao dịch như nào, anh em sẽ theo dõi thực tế nha. Thì đấy, thì tôi minh chứng vào trong thị trường để gửi đến cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư, và mời nhà đầu tư theo dõi livestream này nhé. Tài khoản đã rút ra 310.000 đô, 311.000 đô ở trên thị trường. Và đây là lịch sử giao dịch và tôi gửi đến nhà đầu tư để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá rõ về những giá trị thực tiễn này ở trên thị trường. Đó, thì các bạn xem. Rồi, chờ xíu để em up mấy cái này lên. Tài khoản kia em rút tiếp tiền này. Em cho xem tài khoản kia. Đó. Anh gì nhỉ? Anh ấy là tên gì nhỉ? Em quên mất tên rồi nhỉ? Anh Hiệp nhận tín hiệu bao giờ chưa? Chưa. Thế thì hôm nay đăng ký nha. Anh thôi ngày mai hai anh em học xong bắt đầu đăng ký cho em nha. Rồi để mà theo dõi lệnh xong về mà tập. Ok chưa? Dạ. Đó. Em là cứ chia sẻ thực tế. Đâu có gì đâu mà phải ngại. Nguyễn
Phê thật đấy. Phải nói là ngồi đợi phê. Đây không phải là mua cái ghế massage. Ủa, hai con rời thôi rồi. Đây. Đó, chờ em xíu xong cái này là bắt đầu lên. À, anh em thấy rõ nha, tôi là minh chứng dẫn chứng cụ thể vào trong thị trường. Rồi. À, tôi tắt máy đi để cùng với cả học viên bên trung tâm đào tạo Forex trao đổi, và tôi mong muốn rằng anh em nên nhìn nhận thực tế, và anh em phải hiểu rằng không có chuyện học Forex mà học online mà có thể trade được. Và các bạn phải hiểu rằng thầy dạy Forex không đánh được thực tế thì làm sao bản thân các bạn giao dịch vận dụng được vào trong thực tế trên thị trường. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Cả một chặng đường dài của chính bản thân các bạn là những giá trị bản thân các bạn phải nhìn nhận, phải đánh giá. Và bản thân các bạn phải có gì nhỉ? Trách nhiệm với những gì các bạn đang tìm hiểu, và yêu cầu bất kỳ một ai trên cái thị trường để đầu tư Forex này, họ phải chứng minh, họ phải dẫn chứng cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể nhìn nhận, chúng ta mới có thể đánh giá và chúng ta thấy được thực tế trên thị trường. Đây là điều mà tôi chia sẻ đến cho cộng đồng để anh em cùng nhìn nhận và đánh giá thực tế. Đây, xem tài khoản này của em ở bên này. Đó, tài khoản này là bao nhiêu? 650.000. Đổi nha. Con này con khác rồi. Đây 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 đây. 470.000. Thấy không? Con này rút ra 279.000 chưa? Vâng. Vẫn còn bao nhiêu? Vẫn còn là 480.000. Đó, thấy chưa? Rồi. À, tôi sẽ tắt tiếng đi và để trao đổi với học viên của bên trung tâm đào tạo Forex nha. Rồi.
Rồi, anh em cùng xem nhá, tài khoản này mình đã rút ra hơn 300 ngàn rồi. Nha. Ở đây, là toàn bộ lịch sử. Anh em cùng xem nhá, tài khoản này mình đã rút ra rồi. Rồi, anh em xem, tôi đã rút ra là 311 ngàn. Đó, và bản thân anh em có thể xem xét và nhìn nhận, đánh giá. Chúng ta cần phải hiểu rõ thực tế giao dịch và vận dụng được ở trong thực tế là thế nào. Là những người đứng ra chia sẻ trên thị trường, họ phải áp dụng vào trong thực tế, họ phải chứng minh, dẫn chứng một cách có cụ thể cho chúng ta, để chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá rõ vấn đề. Không có chuyện giao dịch được mà lại không chứng minh được, đây là điều nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi chia sẻ và cho anh em thấy rõ về điều này. Đó, đó đã rút ra 311 ngàn, ok chưa? Rồi, tài khoản vẫn còn là gì nhỉ? Nạp vào là 168 ngàn, đã rút ra 311 ngàn, vẫn còn khoảng 648 ngàn nha. Rồi, anh em cứ theo dõi để tôi tắt tiếng đi.
Thôi, mình chào anh em nha. Một lát nữa mình sẽ cho anh em xem hai tài khoản. Ok chưa? Thì đây là mình chào anh em nha. Một lát nữa mình sẽ cho anh. Rồi, thì mình giao dịch như thế nào thì mình chứng minh thực tế cho anh em xem như vậy. Và tài khoản này mình cũng giao dịch và mình show full toàn bộ lịch sử cho anh em xem rõ. Và mình chỉ khuyên anh em rằng giao dịch phải học giao dịch Forex bằng trực tiếp chứ tuyệt đối không học bằng online. Học bằng online thì chúng ta lấy gì ra để chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá được rằng người thầy đó họ giao dịch thực tế và nhà tâm lý họ như thế nào. Thì đây là điều mà tôi chia sẻ và tôi cảnh tỉnh đến mọi nhà đầu tư để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và hiểu rõ về vấn đề này. Tôi xin chân thành cảm ơn toàn bộ anh em. Chào anh em.